Lời đầu tiên em xin kính gửi đến ban giám khảo tổ chức cuộc thi, cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách, lời chúc sức khỏe trong đại dịch Covid này. Em xin được tự giới thiệu, em là An, cộng tác viên đến từ thư viện của trường Trung học phổ thông Nghi Hoàn. Đến với cuộc thi này, em con sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đọc sách và những giá trị cao đẹp của đọc sách. Cuốn sách mà em muốn giới thiệu với mọi người là cuốn Tôi tự học của nhà văn Nguyễn Duy Cần. Nguyễn Duy Cần sinh năm 1907, mất năm 1998, hiệu là Thu Giang. Ông là một học giả, một nhà văn, một nhà biên khảo trước tác kỳ cựu bậc nhất của Việt Nam giữa thế kỷ 20. Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ, mà còn ở độ sâu học thức và sức ảnh hưởng lớn mặt tư tưởng của các tầng lớp thanh niên tri thức của ông. Sinh thời, ông viết khá nhiều sách và chủ yếu là sách học làm người. Các tác phẩm của ông được viết ra với mục đích không phải sống bằng ngòi bút, mà đối với ông, các tác phẩm ra đời nó phải từ một đòi hỏi bức thiết của cuộc sống. Nó đang thiếu thốn, nhân sinh đang đợi chờ. Điều đáng tiếc ở đây là một số tác phẩm của ông vẫn chưa được hoàn thành, chưa được công bố hoặc vẫn đang thất lạc. Mặc dù vậy, những tác phẩm của ông đã được xuất bản, thường được tái bản nhiều lần và luôn được các thế hệ bạn đọc đón nhận. Được xuất bản vào năm 1961 bởi nhà xuất bản Trẻ, Tôi tự học chứa được nội dung, những khái niệm, mục đích của học vấn, đồng thời chỉ ra các phương pháp tự học đúng đắn của các bậc tiền nhân thời xưa. Với bộ sách là 13x19cm vô cùng nhỏ nhắn và gồm 238 trang sách, nó mang lại kiến thức vô cùng đồ sộ và bao quát. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chắc hẳn ai cũng có một chiếc smartphone để trông chú đến nó, đồng thời bảo vệ chính bản thân mình. Không phải ví dụ là xa xôi, bạn hãy ngắm lại bản thân ta và tự hỏi liệu ta có giá trị gì. Cứ bắt đầu đi trên con đường tìm nó, nhưng thật mù mịt và không biết xuất phát từ đâu, ta là bị mơ mờ, không biết bản thân ta như thế nào. Vậy hãy bắt đầu từ bạn, đúng, chính xác là bản thân bạn đấy. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm gì? Chính là học. Tôi tự học sẽ giúp bạn, như cô Văn, cái học cần thiết của con người là cái học về bản thân. Không chỉ thế, tôi tự học còn giúp bạn có cái nhìn đúng đắn hơn về học vấn. Không phải học là con đường thành công như bạn nghĩ, cũng không phải là công cụ kiếm tiền nếu như bạn học giỏi. Bạn mơ tưởng học chỉ có công việc tốt hơn, danh tiếng xa hơn, kiếm nhiều tiền hơn, đấy chỉ mang bản chất lợi dụng của việc học. Tuy nhiên, mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn không phải lượng của bạn. Tác giả chỉ muốn cho bạn biết rằng đấy thực sự không phải là mục đích của việc học, và học cũng không thể hiện qua bằng cấp. Học là để biết mình và để đối nhân xử thế. Đến với nội dung của sách bao gồm 8 chương với các chương được sắp xếp với nhau một cách logic, đưa bạn đến tới những điều bất ngờ mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến hoặc giải đáp khúc mắc trong lòng mình bằng những lý lẽ dẫn chứng hết sức chân thật và lôi cuốn. Nguyễn Duy Cần cũng đã bày tỏ rằng ông không hề tỏ ra rằng sẽ thuyết phục bạn, mà bạn phải tự hiểu lấy vấn đề đấy. Nếu bạn không cùng quan điểm này thì thực sự xin lỗi, cuốn sách này vẫn chưa phù hợp với bạn. Mở đầu của Tôi tự học, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện thú vị giữa một nhà vua lười đọc sách nhưng muốn nắm hết được mọi tinh hoa và một nhà thông thái được tác giả Anatole Fang kể lại. Từ đó, tác giả định nghĩa về việc học. Có người học vì cha, vì mẹ, vì nhu cầu của xã hội. Có người học vì khát khao kiến thức. Suy cho cùng, học chính là mưu cầu để hạnh phúc, để làm mới mình, đào sâu, nghiên cứu và để cho tâm trí mình càng cao càng rộng. Tác giả sẽ đưa ra phương pháp cho bạn. Bạn cần học những gì, làm việc đấy như thế nào? Những lỗi sai mà bạn hay mắc phải giống như một khóa hướng dẫn tài tình ẩn sâu trong sách. Bạn sẽ biết được hơn về óc quan sát, nhập diệu, vân vân một cách chân thực và rõ ràng hơn. Trong phần cuối của Tôi tự học, cụ Nguyễn Duy Cần có nêu ra những nguyên tắc và việc làm áp dụng trong mỗi cá nhân. Tuy nhiên, tự học là một quá trình lâu dài. Nếu bạn chỉ đọc một lần thì chắc chắn bạn không thể hiểu hết được nội dung mà cuốn sách mang đến cho bạn. Nên khi đọc sách, bạn không cần phải đọc vội vàng mà hãy đọc từ từ. Không hiểu thì hãy đọc lại. Không phải đọc hết từng chữ trong cuốn sách mới được gọi là đọc. Học, học mãi, học nữa. Người học thức là người thà biết ít và thật sự biết những gì mình biết. Còn những gì mình không biết thì cũng biết là mình không biết. Không có cái sự dốc nát nào nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình biết trong khi mình chưa biết. Văn hóa là một vấn đề thực phẩm chứ không phải là thực lượng. Tuy lối hành văn có sử dụng những câu chữ của người xưa và một số phương pháp khá khắt khe, nhưng hãy tin rằng khi bỏ qua những ý kiến chủ quan của mình, chúng ta sẽ lựa chọn được một phương pháp phù hợp trong cuốn sách để áp dụng. Ngoài cuốn sách, bạn có thể rút ra một số bài học, một số câu tâm đắc như biết mình là gốc rễ của sự khôn ngoan. Nếu bạn là người mới đọc sách thì cuốn sách này khó mà tiêu hóa được. Nên hãy suy xét kỹ nếu bạn muốn đọc, vì thực sự đây là một cuốn sách rất hay và thực tế.
Tuy nhiên, nó rất khó hiểu và khó chấp nhận được, giống như cuốn sách Thiên tài bên phải, kẻ điên bên trái. Nếu bạn đã đọc Thiên tài bên phải, kẻ điên bên trái với những cuộc đối thoại giữa nhân vật chính và bệnh nhân tâm thần vô cùng khó hiểu và lôi cuốn, thì Tôi tự học cũng là một cuốn sách như vậy. Tuy nhiên, nó không xét ở mức độ tâm lý mà nó xét ở kinh nghiệm của những người đi trước. Tôi tự học là một cuốn sách hay và đặc sắc, dựa cho độc giả tư duy tìm tòi và luôn tìm đến cái mới để thay đổi mình và hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống. Xin hãy đón nhận Tôi tự học của nhà văn Nguyễn Duy Cần. Sau đây em xin nhập đến với phần 2 của cuộc thi, đó chính là việc lên ý tưởng, kế hoạch và giải pháp để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn. Giải pháp thứ nhất là tuyên truyền để cung cấp thông tin cho bạn bè, người thân xung quanh biết về lợi ích của việc đọc sách. Giải pháp thứ hai là hướng dẫn mọi người về phương pháp đọc đúng và hiệu quả nhất. Giải pháp thứ ba là tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường hoặc địa phương tổ chức như ngày hội đọc sách, v.v. Giải pháp thứ tư là trang trí, làm thư viện đẹp, làm mới biệt sách hoặc trưng bày một số cuốn sách hay cho mọi người tìm hiểu. Giải pháp thứ năm là thành lập một số câu lạc bộ trong phạm vi nhà trường hoặc địa phương để thực hiện việc trao đổi sách với nhau để có thêm sách đọc, làm phong phú lượng kiến thức. Thay vì mua một cuốn sách và để trong tủ thì bạn có thể đưa ra và trao đổi chúng. Việc này có thể giúp tránh lãng phí sách. Câu lạc bộ sẽ cho phép bạn mượn sách miễn phí. Vì vậy, những bạn hoàn cảnh khó khăn sẽ dễ dàng hơn trong việc tiết kiệm sách. Hy vọng là qua phần giới thiệu sách vừa rồi thì sẽ giúp cho mọi người có tinh thần đọc sách được nâng cao hơn và ngoài ra hiểu được giá trị thật của việc học, đồng thời đặc biệt lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Phần thi của em đến đây xin được phép kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn.